đã chính thức ra mắt sàn thương mại sinh vật cảnh đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam. Sàn FPC, mua dễ dàng, bán nhanh gọn. Đây bán trước cái đã. Rồi. Niêm yết giá không mà cả. Ừ. Đấy. À. Giá này. Đây phèn đen. Thông số kỹ thuật là cao 45 rộng 72 và chiều sâu là 50. Đấy. Giao dịch đầu tiên tại SVC. Sàn SVC. Có thật Quốc Anh và ông Phùng Quốc Bình. Chúc mừng ông nhé. Cảm ơn, rất cảm ơn. Để cho mình tác phẩm rất là tân lạc. À, một cái cây phèn đen. Lắm đấy. Nhấm lắm. Ông có biết không? Thực ra là cây này thì rất nhiều nhưng cái gốc này đúng là bây giờ. Nó phải hàng trăm năm nó mới ra được một gốc. Hàng trăm năm. Cái giống này nó lâu lắm. Thích cái lá này là nó rất là mềm này. Nó hơi rõ khoảng phát là nó động. Đấy, thật. Đấy. Nó bay, nó động. Nhưng mà chơi cái này mình làm cái tàn của cái cây này nó có phải làm nếu đây mà là cái này là mới cắt nó chưa có lá nhưng nó có lá lên lúc nào nó cũng động rung rinh. Thổi nhẹ cái nó rung rinh lá nó mỏng. Cái lá nó mỏng, cái sắc lá nó rất là tươi. Vâng. Xanh. Thì hôm nay là tại trung tâm SBC phiên chợ đầu tiên thì đã có cái giao lưu. Còn chắc là còn nhiều cái giao lưu nữa. Nhưng mà đầu tiên là Quốc Anh mang sang đây một cây phèn đen và ông Tình thì đã giật lại luôn, không để cho người khác có cơ hội. Đấy, giá của cây rất rõ ràng, công khai, không có mặc cả. 15,5 triệu một cái cây phèn đen nu, nhiều thân. Rồi. Đấy. Lại cho em nhé. Vâng. Khả năng là kéo xong là em mang cây về luôn. Vâng. Yeah. Giao lưu được một cây hải châu nữa. Vâng. Cháu kéo cháu nó mang về. Vâng. Yeah. Vâng. Em cảm ơn anh. Vâng. Thế thì vui quá, hôm nay là khai mạc cái chợ phiên đầu tiên. Để giao lưu cây thứ hai là một cây hải châu. Cây này nó chưa hoa. Anh nhìn sang đấy là biết quá là mua luôn. Nếu mà ra hoa được là đẹp lắm này. Đây là giá này, giá công khai luôn chứ không mặc cả nhé. Không mặc cả tí nào được thì là lấy mà không thì thôi. Ok, theo tôi vâng về luôn, theo cho. Không, để tí là để nó chụp ảnh cái đã. Chụp ảnh à? Ừ, chụp ảnh. Rồi chụp ảnh. Chụp ảnh tí là. Okay, anh chưa vội thì anh cứ để em mượn. À, thế các bạn có xong xe đây chuyển luôn về. Thôi anh cứ cho em mượn. Anh em cảm ơn anh nhé. Hai lại sang này anh lấy sau. Xong em cứ để đây, xong em cộng thêm mấy triệu anh bán tiếp được hay không anh ạ? Không, cái này mình để chơi không bán à? À đấy à, để chơi không bán thì thôi. Còn nếu anh thích bán thì em lại, anh thích cộng giá lên bao nhiêu thì em lại để đây. Em chưa bao giờ bán rẻ, đam mê truyền được giá anh ạ. À đấy. Để cho mình ở đây, mình tự nhiên mình bảo về để chơi, mình bảo mình bán lấy mấy triệu nó vô duyên. Nhưng mà nếu được nhiều là cháu vẫn cho đi. Ừ đấy. Cây hải châu đẹp. Giao lưu cây thứ hai tại chợ phiên. Mình bán mình lại mua. Lại mua. Đó là xem một cái anh bán được cái cây phèn đen thì anh lại mua cây hải châu. Đấy là cái chợ, đó là cái chợ phiên để giao lưu. Mua cái nọ cái bán cái một tàn nó đẹp anh ạ. Em thích cái cây này, nó được cái một tàn nó hay. Đẹp rồi. Anh trai nhỉ. Quá đẹp đúng không? Về chỉ cần can thiệp một chút cái này là. Con dao nó gọt sẹo gọi cái này. Khi thế ngày đầu mang đến à rồi ok em đấy, mọi người vẫn đang tiếp tục mang đồ đến chợ phiên này, mọi người nhìn ngắm này, cái không gian là tuyệt vời. Ở trong kia thì đã chuẩn bị sẵn được một số về, bảo nó mang cho mấy cái tá cho thằng vậy. Nó về nó mang về mình bảo để lại cho còn chê ngắm với chê bé nhục. Ông mà chả kêu tôi bé thì mới ngắm hàng ngắn bé là tôi bảo là để con để cây bé. Còn cái cây là để cái hay chê nữa, chê cho nhịn. Đây là các cái cây để ở đây đều có giá hết này. Đây. Thấy không? Đấy. Cây đều có giá hết và đều có thể bán một cách công khai, không mặc cả. Giá đã cố định niêm yết rồi. Từ những cây mộc bên này cũng vậy. Mọi người mang đến đây cái gì là bán công khai niêm yết giá hết luôn. Rất là vui. Không khí tuyệt vời.
là bắt đầu anh em đang mang chim đến chơi, các em đang uống nước. Đây là các cái sản phẩm mang đến này, xanh. Không có lấy xe mà đẩy. Đây. Đều có giá hết rồi nha. Đấy, cây đẹp chưa? Rất đẹp, từ những cây hoàn thiện đến những cây phôi đều rất là ok. Cây này của ai mà vẫn chưa ghi giá vào đây nhỉ? Đây, một cái này. Bên này có một dãy đồ cổ này. À, một cái sập trên này bày rất là nhiều những đồ này đều có giá. Mọi người đến đây để tham khảo, mua toàn đồ cổ xịn luôn. Đấy. Rồi cái gì cũng bán hết. Ở đây cái gì cũng bán hết. Đây là dãy kệ này mà trên này cũng có hết rồi, đã chuẩn bị bảng giá này, rất chi tiết. Sản phẩm nào đến đây cũng đều có giá hết. Đây một cây xanh Nam Điền dài như thế này, quý như này mà mới có 42 triệu, cái cục này cũng đã hơi bị quý luôn. Đã công khai và tất cả các sản phẩm này đều được chụp hình đưa lên sàn thương mại sinh vật cảnh và cũng đăng lên cả kênh YouTube nghệ thuật ở bonsai nữa. Nên là quý vị các bạn kết cái sản phẩm nào thì có thể là liên hệ qua thông qua sàn SVC và chúng tôi sẽ thương mại tất cả các sản phẩm về sinh vật cảnh. Rồi mời quý vị các bạn đến chợ phiên và theo dõi các sản phẩm trên sàn SVC nhá. Goodbye.